Tối 5 tháng 10, câu lạc bộ Hải Phòng đã có chuyến làm khách trên sân của Hougang United, Singapore với nhiều ưu thế. Trong lượt mở màn, đội bóng dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm đã giành chiến thắng 3-0 trước câu lạc bộ PSM Makassar, trong khi câu lạc bộ Hougang thua 1-3 trước Sabah, Malaysia. Tuy nhiên, ưu thế sân nhà không giúp Hougang tạo ra thế trận tốt. Ngược lại, câu lạc bộ Hải Phòng đã chơi hay hơn khi chiếm ưu thế ở thời lượng kiểm soát bóng và tạo ra nhiều cơ hội nguy danger. Phút 50, Yuri Mermil đã thực hiện thành công quả đá phạt đền, đưa câu lạc bộ Hải Phòng vượt lên dẫn trước. Tuy nhiên, những sai lầm tập trung trong 10 phút cuối trận đã khiến cho câu lạc bộ Hải Phòng phải trả giá đắt. Phút 82, Nasrul Nazari đã chuyền bóng vượt tuyến để Maximovic ghi bàn gỡ hòa 1-1. Đến cuối trận, lại là Maximovic tỏa sáng với một pha đệm bóng sau đường chuyền của Adlin, giúp Hougang lội ngược dòng thành công. Thất bại ngược 1-2 trước câu lạc bộ Hougang đã chỉ ra hạn chế về kinh nghiệm của đội Hải Phòng ở AFC Cup. Mặc dù Hougang bị đánh giá thấp hơn, nhưng đại diện của Singapore này đã tham gia đấu trường này nhiều lần và có sự lão luyện. Ngược lại, câu lạc bộ Hải Phòng, mặc dù chiếm nhiều ưu thế, nhưng vẫn chưa có nhiều kinh nghiệm ở AFC Cup. Đây là lần đầu tiên đội bóng Việt Nam tham gia AFC Cup và họ đang cố gắng thích nghi với sân chơi châu Á. Thất bại của câu lạc bộ Hải Phòng là một phần của loạt kết quả không tốt cho bóng đá Việt Nam ở AFC Cup, khi vào ngày 4 tháng 10, câu lạc bộ Hà Nội cũng thua 6-0 trước Urawa Red Diamond, Nhật Bản. Mặc dù đã tung vào sân 5 ngoại binh, nhưng đội bóng của huấn luyện viên Bosida Bandovic đã chơi nhạt nhòa và thiếu sự sắc sảo. Cũng giống như trận đấu trước Pohang Steelers, câu lạc bộ Hà Nội đã để đối thủ ghi nhanh 3 bàn trong hiệp 1. Mặc dù đã có sự cải thiện trong hiệp 2 và ghi được 2 bàn, nhưng trong trận đấu với Urawa, câu lạc bộ Hà Nội không thể tạo ra bất kỳ sự đe dọa nào.